Discover JobTrainer. Leaving school or looking for work? JobTrainer will fund fee-free or low-fee courses. Choose from a range of accredited diplomas, certificates or short courses. Learn skills for jobs in demand in areas like health, aged and disability care, IT and trades. JobTrainer. Skills that work. Visit education.nsw.gov.au. Authorised by the New South Wales Government, Sydney. Rất hân hạnh được trở lại với chương trình Phật giáo sư giờ này của đài truyền hình Diệu Phai TV. Và trong chương trình hôm nay chúng ta trình bày với đề tài Trúc Lâm dậy sóng, bài thứ tư, trở về với cốt truyện. Lời tác giả: sau cuộc gặp rỡ chuyện trò với Ly Lam, Thiện Duyên cảm thấy cuộc đời đáng yêu thật sự. Chàng tung tăng, quyết sáo, hoạt động như chim sơn ca và lao động không biết mệt mỏi. Nhìn vườn cây, chàng thấy thơ mộng, dễ thương hơn trước nhiều. Phía cuối vườn, sau chòi lá Thiện Duyên đang ở, có một cái ao to, nước trong vắt. Bạch liên nở rộ thật đẹp, vì mùa hạ làm mùa hoa sen nở. Như thường lệ, sau giờ lao động tràn đến đây tắm rửa. Nhưng quả thật cái ao sen chưa rợi cho chàng bất cứ cái cảm giác si mê thích thú nào, ngoại trừ cái chất nước mát và trong. Nhưng chiều hôm nay thì trước mặt chàng cảnh vật như đổi mới, càng nhìn thì càng thấy đẹp. Nào là cái đẹp kín đáo của những cái đóa hoa búp như ấm ủ cái nguyên trình, nào là cái đẹp lộng lẫy kiêu sa của những đóa hoa nở như phô trương cái sức sống, nào là từng đàn ôm bay lượn như dễ dãng cợt đùa chờ hút nhị qua, nào là gió đưa trăng quyện từ cái trơn trời xa đưa nhẹ hương sen vào bờ mùi thơm thoang thoảng. Tất cả hoạt động của thiên nhiên đối với chàng đều có ý nghĩa và sinh khí. Trong cái ý nghĩa và sinh khí ấy, bóng hình ảnh Ly Lam là hiện ra như cái thiên thần hộ mạng. Chàng cảm thấy chính thiên thần Ly Lam là ban cho chàng tất cả nguồn sinh lộc có ý nghĩa. Chàng thầm nghĩ, phải chi cô Ly Lam hiện diện, chàng sẽ hái hoa sen tặng nàng. Rồi chàng bỗng sực nhớ là nàng sẽ đến. Thế là chàng nhảy ngay xuống ao, vừa lội và lặn, vừa hái hoa sen, cử chỉ thật là nhanh nhẹ như con nhái ở dưới nước. Sau khi lặn xong, chàng trịnh trọng ôm cái bó hoa, nét mặt rạng rỡ như chú rể ngồi bên nàng dâu trong ngày hôn lễ. Nhưng khi về đến chỗ lá quen thuộc, với cái nét mặt của chàng bỗng đắm chìm phiền não
Sở dĩ có hiện tượng trái nghịch này là gì? Rằng sực nhớ đến cái thân phận nghèo nàn và giai cấp thủ Đà La hạ tiện của mình, chàng thở dài nặng nhọc, gương mặt tươi sáng bỗng bị che tối bởi cái ánh mây sầu. Đêm nay Ly Lan cũng lại đến. Lần gặp gỡ này chàng rất vui mừng và chuyện trò rất thân mật. Trong cái câu chuyện tâm tình, chàng muốn được xác minh một cái sự kiện ngoại lệ theo quan niệm hiện sinh của chàng. Cô Ly Lan, xin cô thành thật cho tôi biết tại sao trong cái giai cấp bà lão vốn cao quý, cô lại giao thiệp với tôi, một cái giai cấp thủ Đà La hạ tiện. Cô không sợ mất cái thể diện quý tộc và làm quen ấu mặc khải của Phạm Thiên hay sao? Anh Thiện Duyên, tại sao anh cứ cái lấn quấn ở trong cái mặc cảm tự ti? Vấn đề giai cấp và Phạm Thiên có thể lập bước tường giữa hai thể xác, nhưng không phải là cái thế cực giữa hai cái tâm hồn. Thật lạ lùng, cô Ly Lam, có lẽ cô là người Bà La Môn lạ nhất ở trong đời. Khi khắp cái địa giới Ấn Độ này, cái giai cấp Bà La Môn lúc nào cũng kỳ thị cái giai cấp Thủ Đà La. Chỉ có cô là người độc nhất không kỳ thị. Tuy nhiên, tôi xin hỏi thật cô, tại sao cô không kỳ thị tôi? Anh Thiện Duyên, quá tình em không thấy có cái lý do chính đáng nào để em kỳ thị. Cho rằng có người sinh ra dù ở giai cấp nào, dòng dõi nào, tộc họ nào khác biệt, nhưng máu vẫn đỏ, nước mắt vẫn mặn, và điều tham sống và sợ chết, ăn ngủ tình dục cũng như nhau, quý tộc thượng lưu nhưng hành động bất chánh thì trở thành hạ lưu hạ tộc. Còn công nhân lao động nhưng công việc tốt, hành vi đẹp thì nhất định là người tốt, người quý. Trân trâu bị dùi bùn vẫn sáng giá, sỏi đá đựng ở trong hộp vàng vẫn vô dụng. Em quan niệm như vậy nên em hành động khác với mọi người. Cô Ly Lan, lời nói cô thanh cao khả kính. Từ trước tôi chưa bao giờ được nghe dù chỉ một lời. Thường thì tôi chỉ nghe toàn những lời khinh thị, chửi mắng, chẳng hạn như mày là đồ hạ tiện, mày là đồ nô lệ, mày hơn tệ hơn loài súc vật, vân vân và vân vân. Cô biết không, sự thật phũ phàng đến độ tôi không dám nghĩ mình là con người nữa. Tự thấy mình là một thứ loài vật, nếu bước chân vào nhà ai thì bị tống cổ ra ngay tức khắc. Thế mà hôm nay Ly Lan đã ban cho tôi cái danh dự làm con người và nhân phẩm. Có lẽ Ly Lan là tiên nữ giáng phàm ban phước và tình thương cho tôi. Câu nói sau cùng của chàng nghẹn ngào vì quá xúc động. Đồng thời chàng cũng quỳ bên chân Ly Lan trong cái tư thế biết ơn và thông cảm. Ly Lan bảo chàng ngồi lên và nói: anh Thiện Duyên, phần đông người đời ý lại vào cái thẻ bài lý lịch mang nơi cổ, không chịu học thuộc lòng. Đến khi bị mất cái thẻ bài thì không biết cái lý lịch. Vậy chúng ta không nên bắt chước họ mà hãy học thuộc lòng cái lý lịch của mình và
không cần đeo thẻ bài nơi ở cổ. Hai con người tâm sự đến mãi đến trời tối, vậy là mới rai về. Cánh giường tịch mịch, không gian chỉ có cái tiếng gió và cái ánh trăng. Cái bó sen tràn hái ban chiều, đỉnh bụng sẽ tặng cho Ly Lan, vẫn còn nằm nguyên gì và tỏ cái hương thơm nhẹ nhẹ. Sở dĩ chàng bỏ qua cái ý định tặng sen vì nhận thấy sẽ gây phiền phức cho nàng. Còn lại một mình, chàng nhớ đủ thứ chuyện, nhất là cái câu chuyện vô cùng chân thành của Ly Lan, anh Thiện Duyên. Mặc dù quan niệm chúng ta thoát xác vô giai cấp, nhưng trên thực tế cuộc sống chúng ta còn liên hệ với người, xã hội và dư luận. Do đó, để ngăn ngừa tiểu nhân và dư luận, chúng ta chỉ bộc lộ cái tình cảm khi được gần nhau. Còn ngoài ra, chúng ta cứ đối xử với nhau như là người xa lạ. Tình trạng hai người lén lút gặp nhau kéo dài cái thời gian tương đối khá dài. Bản chất cái tình cảm, cái nguyên thủy đã biến dạng. Giờ thì hai người không còn ở trong cái nội địa của tình thương, mà đang chuẩn bị cho cái hành động vượt biên sang cái thế giới của tình yêu hoa mộng. Diễn giải: từ khởi đầu, sự phân chia cao thấp giữa các cái đẳng cấp được dựa theo vị trí trên cái cơ thể của con người. Từ đó mà các đẳng cấp được sinh ra. Đẳng cấp sinh ra từ miệng, do ở rần đầu nhất nên được xếp vào hạng cao nhất. Và ngược lại, đẳng cấp sinh ra từ chân thì được coi là thấp nhất. Như vậy, bốn cái giai cấp đều xuất phát từ một cái nguồn và có những cái liên hệ với cái thần linh. Vì vậy, thánh điển này một lần nữa xác định lại cái hệ thống đẳng cấp và phân chia các cái nhóm người dựa trên cái đặc tính. Nếu như sự phân chia đẳng cấp liên quan đến cái màu da và vị trí ở trên cơ thể của con người, thì sự phân chia đẳng cấp được căn cứ trên cái đức tính con người, phân chia người vào trong ba đặc tính chính, tức là sáng suốt, linh động và tối tâm. Đặc tính thứ nhất, sáng suốt, được xem là ưu trội ở nơi các bà la môn. Đặc tính thứ hai, linh động, thuộc về hai cái đẳng cấp sát đế lợi và vệ xá. Và đặc tính cuối cùng dành cho những người nô lệ, đó là thủ đà la. Nhưng khái niệm đặc tính này là có liên hệ với học thuyết nghiệp. Theo người bà la môn, người ta mang những cái đặc tính khác nhau, theo đó có công việc và cái vị trí xã hội cũng khác. Bởi do đã tạo nên những cái nghiệp nhân khác nhau. Điều này dường như nhằm giải bớt cái sự bất công của thần linh trong việc tạo nên cái con người, và cũng nhằm khuyên bảo con người hãy an phận với cái đẳng cấp đã có, thực hiện đúng các bổn phận của mình. Nếu ai thay đổi đẳng cấp thì hãy thay đổi cái nghiệp, thay đổi cái nghiệp bằng cách thực hiện đúng những cái bổn phận dành cho mình. Và như vậy, họ sẽ có một cái đời sống tốt ở trong đời sống kế tiếp. Từ ban đầu, Phật giáo không chấp nhận cái hệ thống đẳng cấp và cũng không có sự thay đổi cái quan điểm hay thỏa hiệp
với vấn đề này trong quá trình phát triển. Không có đẳng cấp trong cái dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Đức Phật cũng không chấp nhận cái việc phân chia con người dựa trên các đặc tính, như việc cho rằng các Bà La Môn là thanh tịnh, còn các Thủ Đà La là ngu tối, ngu dốt, dơ bẩn. Theo Phật giáo, đẳng cấp chỉ là một cái vấn đề quy ước của con người. Đức Phật có dạy: ví như này các tỳ kheo, phàm các con sông lớn nào ví như sông Hằng. Đó, các cái con sông ấy khi chảy đến biển liền bỏ tên trước, trở thành biển lớn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, có bốn giai cấp: Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Phệ Xá, Thủ Đà La. Sau khi từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia, trong cái giáo pháp và luật được Như Lai tuyên bố như sau: họ từ bỏ tên và họ của họ trước đó đã trở thành những bậc sa môn, gọi là Thích Tử. Như vậy, một người khi tham gia vào cái cộng đồng Phật giáo thì tất cả những gì liên quan đến cái đẳng cấp đều bị loại trừ, tất cả đều bình đẳng trong đời sống tôn giáo, và tất cả đều có cái khả năng đạt lấy giác ngộ. Gốc gia đình của họ là gì? Ly Lan, một cô gái dịu dàng, vô cùng dễ mến, tính tình rất phóng khoáng, dễ rần rũi. Cô ta không thể đánh giá một con người qua hình dáng bên ngoài, mà phải nhìn nhận qua cái nhân cách đạo đức bên trong, được thể hiện qua cách sống của họ đối với mọi người trong mọi cái hoàn cảnh. Cô luôn nghĩ vấn đề bình đẳng không thể dựa vào giai cấp, địa vị, chủng tộc để đánh giá, mà cần dựa vào cái phẩm chất ở bên trong. Đặc biệt, đạo Phật lấy cái sự tu hành làm thước đo chứng mực cao nhất của sự bình đẳng. Sự phân biệt giai cấp là do xã hội tạo nên. Mỗi con người đều có quyền bình đẳng như nhau về mọi quyền lợi trên cái tinh thần nhân quả, nghiệp báo. Không phải do anh thuộc cái dòng phạm trí thì anh mới sống, ăn, làm việc. Vì bốn cái giai cấp đều sinh ra từ bụng của người mẹ, có sự đồng đẳng giữa bốn giai cấp về cái quả báo của các cái nghiệp thiện và bất thiện. Đây là sự hiển thị giảng trạch rõ ràng về bốn giai cấp đều có sự đồng nhất, bình đẳng với nhau trên tự tính, xóa bỏ đi những cái bất bình đẳng trên cái phương diện giai cấp, chủng tộc, màu da, thể hiện cái tinh thần bình đẳng ở trong cái giáo lý của Đức Phật. Chính cái tinh thần bình đẳng, vô ngã, vị tha này đã tạo nên cái tính nhân bản. Những người đệ tử Phật không thờ ơ trước mỗi đau khổ của tha nhân. Và luôn tìm cách mang lại hạnh phúc cho họ bằng cái sức mạnh, thông điệp, yêu thương, hòa bình. Đây cũng là cái nguồn của sức mạnh để rạc đi những sự cái áp bức, bất công
trong cuộc sống, san bằng mọi cái chướng ngại trên cái con đường tìm cầu an lạc cho mình và người. Dẫu biết rằng con người sinh ra trên cuộc đời này với cái tâm thân giả tạm, do cái tinh cha quyết mẹ và thức tạo thành, ai cũng phải chịu cái sự chi phối của định lực vô thường, đó là sinh già bệnh chết. Nhưng tại sao có người được trường thọ, có người lại quá yếu mạng, có người chưa ra khỏi bào thai đã bị chết? Phật giáo đưa ra thiết nghiệp báo luân hồi là định lực chi phối toàn bộ chúng sanh. Những việc làm trong quá khứ là nhân đưa đến đời sống hiện tại. Những tạo tác hôm nay sẽ là cái nền móng kiến tạo một cảnh giới trong tương lai mà mỗi người tự nhận lấy cho mình. Đây là sự bình đẳng tuyệt đối, bình đẳng trên vấn đề nghiệp lực. Nghiệp là một quán tòa không minh, không thương, không ghét thiên vị ai. Con người sinh ra khác nhau chẳng qua là do nghiệp, và người ta có thể thay đổi về điều này. Chính vì thế Thiện Duyên và Ly Lan cũng có chung một cái sự suy nghĩ. Bản thân Ly Lan luôn khao khát được sống và được yêu thương theo cái cảm tính của một con người yêu, và tìm cái tự do trong cái tình yêu là một điều vô cùng quan trọng. Cô cho rằng mỗi một con người sinh ra trên đời này đều có quyền sống, đều có quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc. Nhưng mọi người không có quyền giành lấy hạnh phúc của người khác, cũng như ta không thể nào giành lấy cái nỗi đau khổ trong người khác. Chính tự thân mỗi người hoàn toàn chịu cái trách nhiệm về các nỗi khổ đau hạnh phúc của riêng mình. Chúng ta thừa hưởng quá khứ và làm chủ ở trong tương lai như những loài hoa trong một vườn hoa. Nó nhiều chủng loại, mỗi loại có những cái đẹp xấu khác nhau, nhưng chúng đều có quyền nở hoa tỏ hương thơm theo cái khả năng của mình. Cũng vậy, con người có quyền thừa hưởng tất cả những gì mà họ đã tạo nên bằng cái công sức trí tuệ của mình. Đó là khía cạnh thiết thực của sự bình đẳng trong cuộc sống hàng ngày. Trở về với câu chuyện lời tác giả, nếu sự sống rằng người mình ghét là cực hình, thì sự sống xa người mình thương là địa ngục. Cái ghét thì có thể quên, chứ cái thương thì khó dứt khoát. Trong cái lẫn quẩn của hiện sinh, cả hai cái sự kiện này cùng xảy ra đáp đổi. Từ ngàn xưa, định lực bất toàn vẫn là thông lệ. Chính là cái thông lệ cai nghiệt ấy đã đến với chàng một buổi chiều. Ly Lam đến rập rạc, nét mặt đăm chiêu, thiểu não, mất hết những nét vui tươi quen thuộc. Thấy Ly Lam buồn, Thiện Duyên biểu lộ cái sự quan tâm lo lắng. Này em, hôm nay trong em không vui, em có thể nào cho anh biết để chúng ta cùng nhau chia sẻ? Thưa anh, cử chỉ lo lắng của anh làm cho em hết sức cảm động. Quả thật em có chuyện buồn, nhưng
sự kiện không đến nỗi nào khiến anh phải quan tâm nhiều. Đó là vấn đề đi đứng của em đã bị lộ. Sự kiện liên hệ đến tình cảm về đời sống của chúng ta mà em bảo là không đáng quan tâm sao? Thưa anh, sở dĩ em nói như vậy là vì khả năng em có thể giải quyết được. Xin anh an tâm, chớ nên lo nghĩ nhiều mà mất vui. Việc đến, đâu nó sẽ đến, chúng ta giải quyết đến đó. Sự việc không phải đơn giản như em nghĩ. Nó liên hệ không ít đến cái giai cấp cao quý của em. Rồi có thể em bị kết tội phá hoại cái truyền thống của giai cấp Bà La Môn, làm điều nhục gia phong dòng họ, mà kẻ gây ra tai họa chính là anh. Chúng ta không thể xem thường được mà phải kịp thời đối phó. Biện pháp có thể áp dụng ngay bây giờ là em tạm đình chỉ cái sự liên hệ với anh, rồi sao sẽ liệu. Thưa anh bảo em điều gì em sẵn sàng vâng lời, nhưng bảo em đừng đến thăm anh là em không thể làm được, vì anh là lẽ sống, là linh hồn của em. Hay là anh đã hết thương em rồi? Anh nói thật cho em biết, Ly Lam. Em đừng hiểu lầm lời nói của anh mà tội nghiệp. Sự thật, anh không bao giờ muốn sai em dù giây phút. Được rập rỡ trò chuyện với em là điều hạnh phúc nhất trong đời. Ngoài ra tất cả đối với anh đều vô nghĩa. Còn như anh bảo em tạm đình chỉ sự liên hệ đó chỉ là cái giải pháp giai đoạn, như thuyền rập dông tố phải nương theo cái chiều sóng. Trước tránh cái sự tai họa cho em, sao để bảo toàn tình cảm của chúng ta dài lâu. Em hiểu ý anh chưa? Ly Lam cương quyết. Anh an tâm, hãy để việc ấy cho em đối phó. Nói xong nàng đứng lên đi ngay. Thiện Duyên chưa kịp phản ứng thì bóng Ly Lam đã khuất dạng ở trong bóng cây. Còn lại một mình, Thiện Duyên ngồi bất động với bao nỗi lo buồn. Ruột tràng thì rối như tơ, nóng như lửa. Chàng quế quải leo lên gác, buông mình nằm xuống như không tài nào ngủ được. Trong khi đang trằn trọc tìm bởi những cái biện pháp thích nghi để đối phó với nghịch cảnh, chàng bỗng nghe có tiếng khóc nức nở từ trên lầu biệt thự. Nhờ đêm vắng lầu cao, gió thổi thuận chiều nên chàng thoáng nghe được. Chàng thầm khóc, xin mọi sự bất như ý đừng bao giờ xảy đến cho Ly Lam. Chàng ngồi dậy lắng nghe, tiếp tục nghe những không thấy động tĩnh gì khác nữa ngoài tiếng cái côn trùng nỉ non, tiếng gió di du, tiếng lá cây xào xạc và tiếng thở dài nặng nhọc của chàng tạo thành một cái âm điệu dị vọng của trường dạ tịch liêu. Quá mệt mỏi, chàng thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi mở mắt thì mặt trời đã lên cao. Duyên dạy, đạo Phật cho rằng đời là bể khổ, nỗi đau khổ là vô tận, là tuyệt đối. Do đó có người ở đâu làm gì cũng khổ. Cuộc đời là đau khổ, không còn tồn tại nào khác. Ngay cả cái chết cũng không chấm dứt cái sự khổ, mà phải là tiếp tục cái sự khổ mới. Phật ví cái sự khổ của con người bằng hình ảnh,
nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước biển. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp biết bao cái áp lực, trở ngại của cuộc sống, cũng như hiểm họa, thiên tai từ thiên nhiên. Nếu tâm hồn chúng ta không có nơi nào để giải tỏa, để nương tựa, để tin tưởng, thì có lẽ không một ai có thể vượt qua. Phật giáo như là chỗ cái giữa tinh thần vững chắc cho mọi người, như là người mẹ hiền, là cho những người con lầm lỡ, là ánh sáng, là sự sống cho người chết, và là trái tim lương thiện trong mỗi con người. Đạo Phật cho rằng vô thường là không cố định, luôn biến đổi. Các sự vật hiện tượng ở trong vũ trụ không đứng yên mà luôn luôn biến đổi, không ngừng, không nghĩ theo cái chu trình bất tận là sinh trụ dị diệt, nghĩa là sinh ra, tồn tại, biến dạng và mất đi. Do đó không có cái gì trường tồn bất định, chỉ có sự vận động biến đổi không ngừng. Với quan điểm này, Đức Phật dạy tất cả những gì trong thế gian đó là cái biến đổi hư hoại, đều là vô thường. Vì vậy, mỗi sự vật không mãi ở yên trong một cái trạng thái nhất định, luôn luôn thay đổi cái hình dạng, đi từ trạng thái hình thành đến cái sự biến dạng rồi tan rã. Sinh và diệt là hai cái quá trình xảy ra đồng thời trong một cái sự hiện tượng, cũng như trong toàn thể vũ trụ rộng lớn. Đức Phật cũng dạy rằng không phải là sự vật hiện tượng sinh ra mới gọi là sinh, mất hay chết đi mới gọi là diệt, mà trong cái sự sống có sự chết. Chết không phải là hết, không phải là hết khổ, mà chết là cái điều kiện của một sinh thành mới. Ly Lan và Thiện Duyên đang bước vào cái cuộc sống của giai đoạn mới. Đây là bước khởi đầu vô cùng khó khăn và đau khổ của họ. Liệu họ có thể vượt qua được hàng rào phong kiến của xã hội Ấn Độ thời bấy giờ không? Triết lý về sự phát sinh, nguyên nhân gây ra sự khổ là ham muốn, tìm sự thỏa mãn dục vọng, thỏa mãn được trở thành, thỏa mãn được hoại diệt. Các loại ham muốn này là rốc của luân hồi. Đạo Phật cho rằng cái nguyên nhân sâu xa của sự khổ phiền não là do thập nhị nhân duyên, tức là 12 cái nhân duyên tạo ra cái chu trình khép kín trong mỗi con người. 12 nhân duyên đó là vô minh. Vô minh là không sáng suốt, đồng nghĩa với mê tối, ít hiểu biết, không sáng suốt, không hiểu được đời là bể khổ, không tìm ra được cái nguyên nhân và cái con đường thoát khổ. Trong 12 nhân duyên, vô minh là cái căn bản. Nếu không thấu hiểu được tứ diệu đế cũng được gọi là vô minh. Duyên hạnh là gì? Duyên hạnh là muốn thúc đẩy những cái hành động. Rồi cái duyên thức, tức là tâm từ trong sáng trở nên u tối. Duyên nhân sắc là sự hội tụ các yếu tố vật chất và cái tinh thần, sinh ra các cái cơ quan cảm giác như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể và ý thức. Duyên lục nhập là cái quá trình song nhập của thế giới xung quanh vào các cái cảm giác quan. Lúc đó thân sẽ sinh ra 6 cửa là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân để thiêu hủy và đón nhận. Duyên xúc là sự tiếp xúc
của thế giới xung quanh sinh ra cảm giác, đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Khi tiếp xúc, đụng chạm vào, duyên thụ là sự cảm thọ, sự nhận thức. Khi thế giới bên ngoài tiếp xúc với lục căn sinh ra cái cảm giác. Duyên ái là yêu thích mà nảy sinh ham muốn, dục vọng trước cái sự tác động của thế giới bên ngoài. Duyên thủ do sự yêu thích quyến liếng, không chịu xa lìa, rồi muốn chiếm lấy, giữ lấy, không chịu buông bỏ. Duyên hữu là cố để dành tồn tại, để tận hưởng cái đã chiếm đoạt được. Duyên sinh, sự ra đời, sự thành do phải tồn tại. Duyên lão tử, khi đã sinh thì cái xác thân phải tiêu hoại, mỗi mòn, trẻ rồi già, ốm đau rồi chết. Đó là 12 nhân duyên có nhiều cách khác nhau, nhưng nhìn chung đều cho rằng chúng có cái quan hệ mật thiết với nhau. Cái này là nhân làm duyên cho cái kia, cái này là quả của cái trước, đồng thời là nhân cho cái sau. Cũng có lời giải thích là 12 yếu tố tích lũy đưa đến cái khổ sinh từ hiện tại, mà yếu tố căn bản là ái và thủ, nghĩa là tham lam ích kỷ, còn gọi ngã là ngã chấp. 12 cái nguyên nhân và sự kết quả nối tiếp nhau tạo ra cái dòng lẫn quẩn của nỗi khổ đau nhân loại. Cái nguyên nhân sâu xa và căn bản hơn chính là cái dục mình, tức là cái sự si mê không thấy rõ cái bản chất của sự vật hiện tượng, để nương vào nhau mà sinh khởi. Điều vô thường và chuyển biến, không có cái chủ thể, cái bền vững độc lập ở trong chúng. Chúng ta có thể nhận thấy một cách rõ ràng khổ hay không là do lòng mình, hay nói cách khác, tùy theo cách nhìn của mỗi người đối với cuộc đời. Có khổ hay không, nếu không bị cái sự chấp ngã và dục vọng, vị kỷ hay phiền não khuấy động, nó chi phối, ngự trị ở trong tâm, thì cuộc đời này đầy an lạc và hạnh phúc. Chúng tôi hy vọng rằng bài pháp vừa chia sẻ cho quý vị trong chương trình hôm nay phần nào đem đến cho quý vị sự an lạc trong thân tâm. Chương trình Phật giáo xưa và nay tuần này đến đây xin tạm dừng. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.